Đạp nữa hả? Thôi đừng đạp nữa được không? Đau quá à. Không có đạp xe được. Má nó sưng cái cục xương chân em lên quá trời luôn nè, thấy không? Má nhìn nó sưng nè bà. Gì? Hả? Hút chết tay nhiều nhiều vậy lắm. Có bóp côn gì để đạp không? Chưa bật máy. Thank you.
Vô.